Con đi học phải sớm sướng thật đấy. Đi về nấu cơm. Đập nó cho tao. Dựng nó dậy cho tao. Tao đã cho mày quá nhiều cơ hội. Một là để lại bàn tay, hai trả lại chúng ta tiền. Mày chọn đi. Em không chọn được à? Thì tao cho mày thêm một sự lựa chọn nữa nhá. Anh nói đi, biết là anh đừng đánh gãy tay em. Mày hay đi cùng hai đứa con gái, bắt chúng nó lại cho tao. Con Thảo, con Nhung. Sao không được à? Thế thì khoan, em đồng ý. Long, cho mày 2 ngày. Anh Tuấn hôm nay mát tính thế, mời bọn em sang chơi lại còn cho ăn xoài nữa. Ngon thật đấy. Mà con trai nếp cẩm đâu nhở? À, anh nhờ nó đi chợ mua thức ăn rồi. Chú mày ăn đi. Chị Nhung, đây là đâu? Có ai ở đây không? Có ai không? Không, không có ai đâu. Tao không đùa, chúng mày cứ ở đấy, tí sẽ có người đưa chúng mày đi. Hả? Anh định bán bọn em à? Thảo, đừng có sợ. Anh Tuấn á, chị em mình đối xử tốt với anh Tuấn như thế, anh Tuấn lại đem mình đi bán, đừng có sợ. Tao không bán chúng mày, tao sẽ bị chặt tay mất. Tao đã dặn người ta rồi, nếu bán ra nước ngoài sẽ bán vào nhà nào sướng sướng, không phải chịu khổ đâu. Chúng mày yên tâm nhá. Tuấn, anh bị điên à? Chú em là em của anh mà. Đừng nói nữa, giữ sức đi. Sắp tới phải di chuyển nhiều rồi đấy. Alo. Lịch có thay đổi, mày giữ chúng nó 2 ngày cho tao. Tao sẽ cho người đến lấy hàng. Ra cửa đi, tao gửi cho thêm ít tiền. Chị Nhung, làm thế nào bây giờ? Em sợ lắm, em không muốn bị bán đâu. Bình tĩnh. Bây giờ anh Tuấn bị chúng nó ép, mình có nói gì cũng vô ích thôi. Giờ chỉ có một cách. Cách gì hả chị? Anh Tuấn! Anh Tuấn ơi! Anh đây! Gì đây? Em có chút vấn đề chuyện con gái. Anh cho em ra ngoài đi. Em mua ít đồ xong rồi em về em quay lại cho anh nhôn. Ồ, mày nghĩ tao ngu à mà mày lừa tao? Thế nhưng mà bây giờ em bị vấn đề con gái, em cần cái đấy gấp thì làm thế nào? Anh cho em ra ngoài một tí thôi, em đi mua xong rồi em về cho anh nhốt ngay. Em mà chạy trốn á, em làm chó. Thôi đi, còn lâu mới lừa được tao. Ở im đấy, tao đi mua cho. Đi rồi, thấy chị siêu không?
Đúng là trời thương mình Thảo ạ. Chị ạ, giờ này vẫn còn nghi tóc với chả tai. Ngu này, không biết cái gì cả. Ai bảo kẹp tóc? Đây là cái kẹp tóc, nhưng không phải để kẹp tóc. Thế để làm gì ạ? Để thoát thân chứ sao nữa, đi. Chị Nhung ơi, nhanh lên. Ôi, được rồi, chị Nhung giỏi quá. Chứ còn gì nữa, đi. Anh, chúng mày làm cái gì đấy? Con Nhung, bẻ khóa thế mà cũng đòi bẻ à? Tốn quá nhiều thời gian. Đưa tay đây. Này, cầm lấy mà tập bẻ khóa. Lề mà lề mề. May là tao nhá, chứ người khác á, rớm như mày hết doe rồi. Này, chúng mày ăn đi. Em không muốn ăn đâu chị ạ. Ăn đi, ăn mà còn có sức. Xong đến lúc có cơ hội chạy á, chẳng có sức mà chạy đâu. Vâng, thì để em cố ăn. Thằng đâu? Sao mày này? Sếp bảo tao thay ca cho mày, đi ăn đi. Sếp nào? Sếp nào nữa, đã đứng đây làm công việc này thì chỉ có một sếp. Tao không có nhiều thời gian đâu, đi ăn đi. Sếp nào nhỉ? Thảo, Thảo, Thảo. Cơ hội đến rồi, cơ hội đến rồi, chìa khóa. Chìa khóa đây chị. Một cái thôi, đi. Mới nhanh lên. Từ từ. Được rồi, đi, đi thôi chị. Khoan, vội thế. Bây giờ mà ra kiểu gì cũng bị bắt. Em biết làm sao để mình được an toàn không? Em biết ạ. À? Tốt, làm gì? Ngồi im ạ. Ngồi im thì thoát thế nào được. Đấy, vẫn còn một thằng ngoài kia kìa. Bây giờ phải nghĩ cách để cho nó ngất đi, mình mới chạy được. Em hiểu rồi ạ. Bây giờ nhá, chị với mày sẽ đánh nhau. Nó nghe thấy tiếng động, kiểu gì không đến cửa. Còn lại thì cứ để chị lo. 1, 2, 3. Mày bắt xe đi. Mày bắt xe đi. Thấy chưa, ngu lắm con dài ạ. Mày còn non và xanh lắm. Đi hè. Nhìn này, khá quá nhờ. Đi vào đi chứ còn gì nữa. Thảo, em đi đâu em? Em đi vào. Buồn cười thật đấy. Đi 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 vào. Được rồi, tôi nhớ rồi. Lát tôi đem chúng nó đến. Thảo, rồi, chạy. Rồi chết rồi, muộn học rồi, hôm nay thi hết môn. Mình đang bị nhốt cơ mà. Bảo, có cơ hội rồi. Nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng, nên là chị em mình phải tính toán thật kỹ. Vâng. Đây rồi. Bây giờ muốn ra ngoài được thì đầu tiên chúng ta phải mở được cửa. Vâng, cửa này mở dễ mà. Khóa cũng như không ạ, chị mở có cái là ra thôi. Đúng luôn. Vấn đề không phải ở khóa, mà là ở cái thằng canh cửa ngoài kia kìa. Bây giờ chị em mình phải làm sao để lừa được nó. Ở phòng trọ em thấy anh Tuấn hơi ngu, nhưng mà ở đây thì rất là danh ma. Có mỗi cái thằng mà đeo mặt nạ là nó đần thôi. Đúng luôn. Mấu chốt ạ là ở cái thằng này này. Đây, thằng đần này này. Vâng, em cũng nghĩ thế. Nhưng mà anh Tuấn chỉ có ra ngoài có 15 phút thôi. Mà mình làm sao vừa mở được cửa, vừa đánh lạc hướng được thằng kia để chạy thoát. Hơn nữa, chúng ta không nắm được địa hình ở chỗ này. Đây á, chị đoán chắc chắn là một ngôi nhà hoa, nên là chỉ có mỗi cái cửa này thôi, yên tâm. Vâng. Nhưng mà làm sao để đánh lạc hướng được thằng ngu kia? Đầu tiên á, là phải giảm sự chú ý của nó.
Cái này thì cứ để chị làm. Đây, em cầm lại. Đấy sẽ là nhiệm vụ của em. Lát nữa chị mở cửa rồi nó thò đầu vào, em chỉ cần đập mạnh một phát, thế là xong. Vâng, em nhớ rồi. Yên cơm đi. À, cơ hội đến rồi, không được sai sót đâu nhá. Vâng, cầm cầm to, nó đây chị. Chết mất. Thế này chắc là đủ xa rồi đấy. Mệt quá, em không thở nổi nữa. Ơ, mà tay em cầm cái chìa khóa gì kìa? Em lấy trong túi, cái thằng mà đeo mặt nạ khi nãy ấy. Trời ơi, chìa khóa này mà không bảo, để chị chọc nát hết cái tay ra. Đáng quá thôi Thảo ạ, à. Đi. Anh cứ yên tâm, chú chỗ này mà. Tốt. Ô, chú trốn ra anh ạ. Bắt chú nó lại cho ta. Không bắt được, tôi xử tội hai thằng mày. Dạ. Chị ơi, đây là đâu chị nhở? Mà làm sao về được đến nhà bây giờ? Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà giờ phải tìm đường chạy đến đồn công an đầu tiên. Bây giờ mình phải đi luôn đi chị ạ, không chúng nó đuổi kịp đấy. Ô, kia rồi. Chạy đi Thảo ơi. Tao chắc chắn chúng nó ở quanh đây. Tìm đi, tao không muốn chết chung với mày đâu. Mày thực bố mày muốn à? Đi tìm đi. Đâu rồi nhỉ? Đi. Tao biết chúng mày ở đâu rồi nhá. Nhìn đi bên kia mày ơi. Chết chết này. Chết này. Đáng đời. Chết chưa, bị bắt rồi mặt như con chó con á. Đúng rồi, chết này. Đâu chết đi Thảo. Chết này, con nhà bà Hoa. Ôi, con nhà bà Hoa mất dạy này. Làm sao mà bắt được em hả? Làm gì có chuyện. Chết này. Xấu tính này, chết này.